Vĩnh Phúc được cả nước biết đến về đột phá trong sản xuất cây trồng vụ đông với nhiều hỗ trợ cho nông dân hiệu quả, góp phần nâng cao diện tích cây vụ đông cũng như tạo ra sản phẩm cho xã hội. Vụ đông năm 2016, Vĩnh Phúc phấn đấu gieo trồng trên 21.000 hecta cây trồng các loại. Để khuyến khích người dân tham gia sản xuất cây vụ đông, tỉnh ta đã chủ động hỗ trợ về giống cây trồng để người dân tiếp tục sản xuất vụ đông, mở rộng diện tích gieo trồng. Bên cạnh đó, hệ thống kênh mương thủy lợi, đường giao thông nội đồng ở các địa phương được đầu tư kiên cố thuận lợi cho người dân sản xuất cây trồng vụ đông. Xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc là một xã thuần nông, người dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Khi có sự hỗ trợ của tỉnh trong sản xuất cây vụ đông đã thu hút thêm nhiều hộ tham gia sản xuất, góp phần nâng diện tích sản xuất cây vụ đông của xã lên trên 100 hecta. Năm nay 2016 là tỉnh là nâng mức hỗ trợ lên từ 900.000 đồng trên hecta lên 1.400.000 đồng một hecta. Về phía nông dân thì sau khi được tiếp cận đối với chương trình hỗ trợ đó thì nông dân cũng rất là mặn mà tập trung gieo trồng diện tích tập trung chính là cây ngô và cây khoai lang. Với những hỗ trợ về giống cây trồng đã góp phần giảm chi phí trong sản xuất cây vụ đông, qua đó động viên khích lệ người dân tham gia sản xuất vụ đông, giảm thiểu tình trạng để đất trống, đồng thời để tăng diện tích cây trồng vụ đông. Nhiều địa phương đã tích cực tuyên truyền để nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây truyền thống sang các loại cây trồng cho năng suất cao hơn. Được tỉnh, nhà nước cấp trên quan tâm hỗ trợ cho An Hòa một vùng rau an toàn với tổng diện tích 32 ha. Vùng rau đó trồng các loại rau màu có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt An Hòa có cái thế mạnh là trồng cây dưa chuột, đề nghị bà con trồng theo cái hướng dẫn quy chuẩn của các cơ quan chuyên môn cấp trên để hướng dẫn cho bà con trồng cái rau màu đảm bảo chất lượng đưa ra thị trường và được thị trường chấp nhận. Tỉnh ta không chỉ hỗ trợ giống cây vụ đông góp phần mang đến niềm vui cho người nông dân. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng ngành nông nghiệp cũng thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn bà con chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây đông. Các biện pháp bảo vệ cây trồng trước diễn biến phức tạp của thời tiết góp phần nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất vụ đông.